Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ Bảy, 29 tháng 7 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Hôm nay giáo hội kính nhớ ba thánh Marta, Maria và Lazaro. Đây là ba chị em ruột, nhà Betania được Đức Giêsu thường xuyên ghé thăm. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng ngày hôm nay Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô là Lazaro mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Má Ta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chỉ sẽ sống lại." Cô Mác ta thưa con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức kitô liền phán chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết, chỉ có tin thế không. Cô Mác ta đáp thưa thầy có, con vẫn tin thầy là Đức Kitô con thiên chúa đấng phải đến thế gian. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ sáu, 28 tháng 7, Đức Kitô giải thích dụ ngôn người gieo giống. Hạt rơi trên vệ đường đó là những người lắng nghe lời Chúa mà không hiểu thì quỷ liền lấy đi. Hạt rơi vào sỏi đá đó là những người lắng nghe lời Chúa nhưng mà hiểu một cách nông cạn, rồi khi gặp khó khăn thì cũng sẽ quên lời Chúa. Hạt rơi vào bụi gai đó là những người để cho những lo lắng sự đời nó bóp nghẹt những ý nghĩa của lời chúa vì có quá nhiều những cái lo lắng có quá nhiều những cái ước mơ theo kiểu thế gian và cuối cùng hạt rơi vào đất tốt đó là những người lắng nghe lời chúa với lòng quảng đại lắng nghe và thực thi lời chúa thì lời chúa sẽ sinh ích gấp trăm cho cuộc đời người đó xin cho tất cả chúng ta luôn luôn để tâm lắng nghe lời chúa và thi hành lời chúa để lời chúa sinh ơn ích cho tâm hồn của chúng ta rồi chúng ta đi vào à, lời Chúa ngày hôm nay 29 tháng 7 mừng lễ Thánh Marta, Maria và Lazaro. Nói đến Marta là nói đến những người rất là tất bật lo lắng cho Chúa à, ăn uống thế này thế khác. Hiểu theo nghĩa là lo lắng những sự, những cái công việc à, trần thế. Còn Maria là người ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Chúa. Còn Lazaro đó là người đã được Chúa làm cho sống lại thế nhưng mà sau đó thì những người kinh sư và pha đi siêu vì lazaro mà người ta tin vào chúa giêsu lên là người ta cũng quyết định giết ông lazaro luôn rồi chúng ta đi vào tin mừng khi ấy nhiều người do thái đến chia buồn với hai cô mác và maria vì em cô là lazaro đã qua đời có lẽ lazaro là một người à, à, hay nhiều bệnh tật hay là chết sớm khi Lazaro chết thì người ta đến thăm và chúng ta cũng biết rằng khi Lazaro bệnh thì cô Marta đã cho người đến mời Đức Giêsu rồi nhưng mà Đức Giêsu cố tình đến khi Lazaro qua đời để Đức Giêsu làm dấu lạ. Vừa được tin Đức Giêsu đến cô Marta liền ra đón người còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Đây cũng là một điều cho thấy là Marta luôn luôn là tất bật tất bật còn Maria thì điềm tĩnh hơn. Trong mọi sự khi gặp khó khăn thử thách thì có lẽ là điều đầu tiên chúng ta hãy ngồi dưới chân Chúa. Đối với cá nhân con thì con cũng có được một chút cái kinh nghiệm này. Khi gặp chuyện buồn hay khi gặp những cái khó khăn việc đầu tiên là con vào nhà nguyện. Việc đầu tiên là vào nhà nguyện, ngồi dưới chân Chúa lúc này lạy Chúa xin ban bình an cho tâm hồn của chúng con. Rồi trình bày tất cả những cái khó khăn để xin Chúa soi sáng để mình biết cách giải gỡ như thế nào. À, khi nghe tin Đức Giêsu đến cô mắc ta vội ra cái ra ở đây không chỉ là yêu mến Chúa mà còn là tâm hồn bấn loạn muốn chạy đến gặp Đức Giêsu để mà nói thế này thế khác còn cô Maria thì bình tĩnh hơn cô Maria thì ở nhà cô mắc ta nói với Đức Giêsu thưa thầy nếu có thầy ở đây em con đã không chết tức là một cái câu nói này như là hơi trách móc đó. nếu có Chúa ở đây thì em con cũng không chết à, Dĩ nhiên câu này cũng diễn tả một cái niềm tin nếu có Chúa thì em con đã không chết Nhưng bây giờ con biết Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa Người cũng sẽ ban cho Thầy Tức là cô ấy vẫn có cái niềm tin Là, là dù em con đã chết Nhưng mà bất cứ điều gì Thầy xin cùng Chúa Cha Thì người cũng sẽ ban à, Người cũng sẽ ban cho Thầy Tức là cô Mạc Ta cũng có một cái niềm tin đó à, Em mình đã chết Nếu Thầy đến sớm thì em con đã không chết Nhưng mà Thầy đến trễ quá em con chết rồi nhưng mà bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa thì người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói em chị sẽ sống lại. Cô Mác Ta thưa con biết em con sẽ sống lại khi trẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Tức là cô Mác Ta có một cái niềm tin chung của tất cả những người Do Thái rằng là linh hồn người ta sẽ sống lại vào ngày cuối cùng. Vào ngày cuối cùng tức là chết. Thì cứ chờ đợi đến ngày cuối cùng thì sẽ được sống lại. Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết Đó là niềm tin chung của người Do Thái Còn đối với tất cả chúng ta là Tất cả chúng ta là khi còn sống mà tin vào Đức Giêsu Đi lễ rước lễ thì chúng ta không phải chết Chúng ta sống ngay từ bây giờ Cô Mác Ta thưa con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết Đức Giêsu liền phán chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Thầy là sự sống lại và là sự sống đời đời À, nói rõ ra là như vậy chính thầy là sự sống lại và là sự sống đời đời ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống ai tin vào thầy thì dù có chết thì cũng sẽ được sống ai sống mà tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết chị có tin thế không cô Ta đáp thưa thầy có con vẫn tin thầy là đức kitô con thiên chúa đấng phải đến thế gian lúc này thì cô ấy tuyên xưng đức giêsu là con thiên chúa là đức kỳ đức kỳ su là đấng cứu độ đó là con thiên chúa đấng phải đến thế gian lúc đầu thì cô mắc ta chỉ tin như những người do thái là em con sẽ sống lại trong ngày sau hết thế nhưng mà lúc này thì đức kỳ su mặc khải cho cô mắc ta cũng như là cho tất cả mọi người là tôi là sự sống lại và là sự sống à, nếu ai tin vào tôi thì chết là sống lại à, và những ai còn sống mà tin vào tôi sẽ không bao giờ phải chết đây cũng sẽ là một câu mà chúng ta phải ghi nhớ À, nếu chúng ta tin vào Chúa thì dù có chết thì chúng ta lại được sống lại chết với Đức giê xu chúng ta cùng sống lại với người còn ngay từ bây giờ mà chúng ta vững tin vào Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chết và chết là giây phút để chúng ta bước vào sự sống đời đó à, xin Chúa ban nhiều ơn để cho chúng ta có được cái niềm tin này đối với cá nhân con thì nói thẳng ra thì ai cũng sợ chết và cả, cá nhân con thì cũng vậy đấy à, có những ngày thì cái tim nó cũng hơi lộn xộn À, nằm trên giường tim nó đập ầm ầm vậy đó thì con nghĩ có thể đêm nay mình chết à, thì nghĩ như vậy thì cũng hơi lo lắng. sau đó con lại nghĩ là Chúa bảo rằng là tin vào Chúa thì đâu có chết đâu, à, chết chỉ là cái giây phút này mình bước vào sự sống đời đời cơ mà, à, cũng là chân an mình. Thế nhưng mà phải thật sự vững tin cơ, chứ còn không vững tin thì chúng ta cũng vẫn là biết là biết thế nhưng mà mình cũng đối diện với bệnh tật, đối diện với cái chết thì chúng ta cũng rất là lo lắng thế thì kinh nghiệm của cô Martha cũng sẽ là một kinh nghiệm cho tất cả chúng ta khi người em chết thì cô cũng rất là bối rối và nghĩ rằng là nếu có Chúa thì em mình cũng đâu có chết nhưng mà Chúa Giêsu đã qua cái biến cố này Chúa Giêsu cho thấy rằng là nếu ai tin vào Chúa thì chẳng có sự chết nếu ai tin vào Chúa thì cũng chẳng có sự chết giờ chết cũng chính là giờ người ta được sống đời đời và tất cả những ai khi còn sống mà vững tin vào Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chết. Thế thì với cái lời với cái lời khẳng định của Chúa Giêsu với lời mặc khải của Chúa Giêsu như thế, thì xin cho chúng ta ngay từ bây giờ, xin cho chúng ta hãy vững tin vào Chúa. Tin vào Chúa là như thế nào? Tin vào Chúa là lắng nghe và thực thi lời Chúa. Tin vào Chúa là lắng nghe và thực thi lời Chúa. Thế thì mỗi ngày con đều chia sẻ lời Chúa để để con và tất cả quý ông bà và anh chị em được lắng nghe. Xin cho tất cả chúng ta lắng nghe, chúng ta hiểu và thực thi hiểu và thực thi để đức tin của chúng ta càng ngày càng vững mạnh và khi đức tin của chúng ta vững mạnh thì chúng ta sẽ thấy rằng không có sự chết nơi Đức Kitô không có sự chết nơi Đức Kitô chỉ có sự sống lại và là sự sống đời đời. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả cộng đoàn.